Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Nhật Đản cùng Chư Tôn Đức và tôn chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh rất đặc biệt, rất thú vị và cũng rất dễ hiểu. Dù cho một cái hội chúng trong thời Đức Phật, nếu có đông đảo các vị tỳ kheo phạm nhân xuất gia nhập chúng, thì ở chỗ nào của hội chúng phàm phu thì ở chỗ đó cũng sẽ có cái sự phức tạp, cái sự rối ren, cái sự tranh chấp cãi vã không tránh được. Từ xưa đến giờ cái đó gần như là một cái quy luật muôn thuở. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài thỉnh thoảng thuyết pháp, ngày hay dạy cho chúng tỳ kheo những cái pháp để ngăn ngừa cái sự tranh cãi đó. Cái sự tranh chấp này được gọi là rinh nát. Và chúng ta học về cái bài kinh vô tránh phân biệt, nếu để vô tránh phân biệt thì nghe chúng ta không có hiểu cái tựa đâu. Nhưng mà chữ rana quý phần gác số 8 có nghĩa là bài kinh để phân tích về những vấn đề để đem đến cái sự không có tranh chấp, không có sự tranh chấp ở trong tăng chúng. Thì ở đây là Đức Phật ngài dạy về 8 điều trong 8 điều đó thì Đức Phật ngài đã phân tích ý nghĩa rất là cặn kẽ. Một là tránh xa cực đoan của khổ hạnh, hai là tránh xa cực đoan của lợi dưỡng, ba là các vị tỳ kheo tu tập về trung đạo, thứ tư là sự khen chê phải được thích đáng, thứ năm là phải biết thế nào là an lạc thật sự, thứ sáu là tránh nói lời mang cái sự tư ẩn, tức là cái ẩn ý riêng, hay lời gây đụng chạm, thứ bảy là nên nói với cách nói hòa nhã không hấp tấp, thứ tám không nên quá cố chấp ngôn ngữ, nhất là sự dị biệt vùng miền, và ngài đã dạy đệ tử một cách rất chi tiết để từ đó các vị tỳ kheo sống chung với nhau
mà không có cái sự tranh chấp gây gỗ cãi vã. Bài kinh này rất là đặc biệt thưa quý vị. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh văn của bài học, chánh văn của bài kinh, nhưng đã do Thượng Tọa Giác Đẳng phân đoạn với những câu tiêu đề gợi ý. Chúng ta hãy nghe cái bài kinh đó, và sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, thuyết giảng cho bài học này. Nam mô Bổn Sư. Xin mời quý Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Dạ, con xin được phép đọc chánh văn 139 kinh Vô Tránh Phân Biệt Ara-ni-quá-phan-gat-su-ta. Chữ Ara-ni-quá-phan-gat có nghĩa là sự phân tích hay giảng rộng về những pháp tánh tranh chấp. Bản dịch Việt là vô tánh phân biệt. Đây là pháp thoại của Đức Phật cho chư tăng về những pháp nên lưu tâm thực hành, nhánh né hay giận thiểu những bất đồng vốn thường xảy ra giữa tập thể những người tu tập. 1151. Nói tổng quát về pháp không tranh chấp. Những bất đồng va chạm trong cộng đồng của những tu sĩ là điều thường xảy ra. Tuy vậy, có những pháp nếu khéo hành trì sẽ giảm thiểu những phiền lụy đó. Đức Thế Tôn nêu ra 8 pháp trước khi giảng dạy rộng rãi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở sau Quát Thi, Xá Vệ, Chê Tá Quá Na, Kỳ Đà Lâm, tại Tinh Xá, ông Anát Phiên Đi Cá cấp cô độc. Tại đấy Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông vô tránh phân biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, tê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên lời bí mật mặt đối mặt với ai. Nói lời mất lòng, nên nói thật từ từ, không có vội vàng, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. 1152. Pháp thứ nhất, tránh xa cực đoan của khổ hạnh. Những hành trì mang tánh khổ tu cực đoan có thể tạo nên phiền lụy cho những pháp lữ chung sống. Thí dụ, quá cố chấp trong sự đi chân không, không mang giày dép khi đi đó đây trong thế giới hôm nay. Khi được nói đến, chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh,
không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì, tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Do duyên gì được nói đến như vậy? Phàm lạc gì liên hệ với luật những đam mê loại hỷ lạc? À, con xin đọc lại. Phàm lạc gì liên hệ với dục nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy là có đau khổ, có phiền não, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm lạc gì liên kết với việc, phàm việc gì liên kết với dục nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm không hành trì khổ hạnh nào đau khổ, không xứng bậc, không liên hệ mục đích. Pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. 1153. Pháp thứ hai tránh xa cực đoan của lợi dưỡng. Một người sống quá nặng nhu cầu vật chất, thí dụ có cách ăn uống riêng biệt khiến đàn tính phải khổ công cung ứng. Khi được nói đến chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Chính do duyên này được nói đến như vậy. 1154. Pháp thứ ba tu tập trung đạo. Không lợi dưỡng, không khổ hạnh chưa đủ mà phải có nếp sống tu hành tinh tiến qua bát chánh đạo. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên gì được nói đến như vậy? Đây là con đường thánh tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi được nói đến từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Chính do duyên này được nói như vậy. 1155. Pháp thứ tư thích đáng trong sự khen chê. Biết ca ngợi người đáng ca ngợi, không ca ngợi người đáng không ca ngợi, không những là thái độ của người trí mà còn giảm thiểu những bất bình vì cái nhìn bất xứng của một tu sĩ. Ví dụ một tỳ kheo không nên tán thán một nhà chính trị hoạt động, hoặc giả dối với một người hữu tâm thiện trí và xem thường. Khi được nói đến nên biết tán thán và nên biết chỉ trích, sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không nên tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ trích nhưng không thuyết pháp? Vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, những đam mê loại hỷ lạc, loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Ở đây,
Vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc về tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Ở đây vị ấy chỉ trích một số người và nói như sau: những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Ở đây vị ấy tán thán một số người và nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, là có tán thán, là có chỉ trích, nhưng không thuyết pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là không có tán thán và không có chỉ trích, nhưng có thuyết pháp? Vị ấy không nói như sau: những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy không nói những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ, hà liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy chỉ thuyết và nói như sau: không đây là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy không nói những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: sự đam mê là một pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Vị ấy không nói những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, tất cả những vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Vị ấy chỉ thuyết và nói như sau: sự không đam mê là không đau khổ, pháp này không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc về chánh đạo. Vị ấy không có nói những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết và nói như sau: khi hữu kiết sử chưa đoạn tận, hữu chưa đoạn tận. Vị ấy không nói như sau: những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não. Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau: và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu đã được đoạn tận. Như vậy, này các tỳ kheo, là không tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. Khi được nói đến, nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Chính do duyên này được nói đến như vậy. 1156, pháp thứ 5. Biết thế nào là an lạc thật sự. Người thật sự an lạc không ưa tranh chấp kiện cáo. Sự an lạc đúng nghĩa là nội tâm có tu dưỡng. Khi nói đến, nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết pháp xét về lạc,
nên chú tâm vào nội lạc. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân cảm giác, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ. Như vậy gọi là dục lạc, uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Ta nói loại lạc này không nên thực hành, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn, nên sợ hãi. Ở đây này các tỳ kheo, vì tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, định chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Trong một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác ngộ lạc. Ta nói loại lạc này nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, không nên sợ hãi. Khi được nói đến, nên biết phán xét về lạc. Sau khi phán xét về lạc, hãy chú tâm vào nội lạc. Do chính duyên này được nói đến như vậy. 1157, pháp thứ 6. Tránh nói lời mang sự tư ẩn hay lời gây đụng chạm. Những chuyện riêng tư cá nhân của người khác đừng nói ra và cũng không nên biết. Sự đụng chạm cá nhân cũng nên tránh tối đa. Khi được nói đến, không nên nói lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Tại đây này các tỳ kheo, biết được một lời bí mật là không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích nếu có thể được, chớ nói lên lời bí mật ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, không hư vọng nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập đừng nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thật, hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời bí mật ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích nếu có thể được, mặt đối mặt chớ có nói lên lời nói mất lòng ấy. Nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thật, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hại tập chớ nói lên lời ấy. Và nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lời mất lòng ấy. Khi được nói đến, không nên nói nên lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng. Do chính duyên này được nói đến như vậy. 1158, pháp thứ 7, nên nói với cách nói hòa nhã, không hấp tấp. Lời nói khoan thai, dịu dàng thường có năng lực hóa giải ngòi nổ của những va chạm. Khi nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây này các tỳ kheo, nếu nói vội vàng, lời thân, thời thân mệt mỏi, tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau. Lời nói một người vội vàng không được rõ ràng, không được nhận hiểu. Tại đây, này các tỳ kheo, nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không tổn hại,
tiếng không tổn hại và cổ họng không bị đau. Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiểu. Khi được nói đến, nên nói thật từ từ, chớ có nói vội vàng. Chính cho duyên này được nói đến như vậy. 1159, pháp thứ 8. Không nên quá cố chấp ngôn ngữ, nhất là sự dị biệt vùng miền. Cách dùng từ ngữ thường ảnh hưởng địa phương, nên tôn trọng những phương ngữ hơn là đòi hỏi mọi người phải dùng hiểu theo ý mình. Thí dụ trái đào lộn hộp, hai trái điều là hai cách nói, là hai cách gọi một loại trái. Không nên cương quyết nói cách gọi nào đúng, cách gọi nào sai. Khi được nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do duyên gì được nói đến như vậy? Và này các tỳ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỳ kheo, trong nhiều quốc độ người ta biết những chữ bát tí vân vân, bát tá vân vân, á vân vân, xá rá quá vân vân, há rô bá vân vân, bô ná vân vân, vi si lá. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy những chữ là như vậy. Như vậy có người đại làm như vậy, kiên trì chấp thủ chấp trước và nói chỉ như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy này các tỳ kheo, đà chấp trước địa phương ngữ là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Và này các tỳ kheo, thế nào là chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các tỳ kheo, trong nhiều quốc độ người ta biết những chữ bát tí vân vân, bát tá vân vân, viết tá vân vân, xá rá ná vân vân, há rô bá vân vân, bô ná vân vân, bí si lá vân vân. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy những chữ là như vậy. Như vậy một người không chấp thủ mà giải thích các vị ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy. Như vậy này các tỳ kheo, là chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi nói đến, chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi xa, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Do chính duyên này được nói đến như vậy. 1160. Ý thức rõ pháp dẫn đến va chạm và pháp giảm thiểu va chạm trong tập thể tăng chúng. Người có hiểu biết luôn ý thức những điều tạo nên hòa ái và những điều dễ gây đụng chạm. Ở đây, này các tỳ kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng có đam mê loại hỷ. Hà liệt đê tiện phàm phu không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không có đam mê loại hỷ, hà liệt đê tiện phàm phu không xứng bậc thánh, không hề mục đích pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh, phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tánh. Tại đây, này các tỳ kheo, phàm còn không có hành trì tự kỷ khổ hạnh, không đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp như vậy, không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tánh. Tại đây, này các tỳ kheo, đây là trung đạo đã được Thế Tôn giác ngộ tác thành mạch
tách thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, pháp tán thán và chỉ trích nhưng không thuyết pháp này. Pháp này có đau khổ, có phiền lao, có u não, có phiền não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các tỳ kheo, tại đây này các tỳ kheo, pháp không tán thán, không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, pháp dục lạc này là uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc. Pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc. Pháp này là pháp không đau khổ, không phiền lao, không u não, không nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây này các tỳ kheo, phàm lời nói bí mật nào không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, nói lời bí mật nào là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Ở đây này các tỳ kheo, phàm nói lời bí mật nào là chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây này các tỳ kheo, phàm nói lời mất lòng nào mặt đối mặt với ai, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, phàm lời nói mất lòng nào mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, phàm nói lời mất lòng nào mặt đối mặt với ai là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây này các tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, phàm pháp này có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Này tại đây này các tỳ kheo, phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có u não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Tại đây này các tỳ kheo, tại đây này các tỳ kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi xa, đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có u não, có nhiệt não thuộc tà đạo. Do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây này các tỳ kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Do vậy này các tỳ kheo, các ông phải tự tu học như sau: chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết vô tránh pháp, ta sẽ hành trì vô tránh đạo.
Và này các tỳ kheo, thiện gia nam tử, xuất phu tí tu bồ đề và hành trì vô tránh pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, cho con một tín hiệu. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Bổn Sanh Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, tọa Pháp Đăng, tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đức Tuệ Trì, sư Uyên Thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Bài chánh kinh hôm nay đã cũng dài. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh số 139 vô tránh phân biệt. Thì như là thượng tọa Tề Siêu đã nói khi nãy đó, từ với cái tên của Bali là Arhatthaviphangga, có nghĩa là phân tích những cái nguyên nhân để đưa đến, phân tích rộng rãi trong những cái nguyên nhân để đưa đến cái sự tranh cãi với nhau. Đây là một trong những cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng có nhiều cái phần được nói đến ở Đức Phật dạy ở đây. Thì chúng ta cũng được biết đó là nhìn vào ở trong một cái đoàn thể nào, nhất là xã hội, chúng ta thấy rằng cũng không sao tránh khỏi những cái sự khác biệt khi mà họ đưa ra những cái quan điểm khác biệt, rồi có những cái sự tranh cãi với nhau. Ở trong Phật Pháp cũng vậy, đặc biệt là đối với những cái người phàm phu đó, thì thường có những cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự tranh cãi. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy những cái pháp gọi là bởi vì Đức Phật là một cái vị đạo sư, Đức Phật biết rõ về những cái nguyên nhân, dù là chúng ta biết rằng xưa nay cũng vậy, có những cái nguyên nhân để đưa đến cái sự tranh cãi rồi bất hòa với nhau nhiều nhiều cách. Thì do những cái phinh hướng, cái sở thích, rồi cái truyền thống tập quán, rồi cái suy nghĩ cá nhân của mỗi người. Và khi mà có những cái nguyên nhân như vậy, cho nên là người ta lại đưa ra những cái ý nghĩ, rồi cuối cùng không có giải đáp được, mà họ sanh ra những cái sự tranh cãi như vậy. Thì Đức Phật này dạy cái điều thứ nhất đó, là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này nói hãy nên tránh xa những cái cực đoan khổ hạnh, bởi vì cái pháp tu mà chúng ta thấy truyền thống của người Ấn Độ xưa kia đó, thì họ có nhiều cái pháp để hành trì. Khi mà họ có những cái pháp hành trì đó, thì trong đó có những cái phương hướng mà chúng ta thấy rằng họ liên quan đến cái khổ hạnh, họ liên quan đến cái khổ hạnh.
Khổ hạnh thì từ ngàn xưa thì chúng ta cũng đã thấy, cũng như là biết đọc ở trong kinh, thì có những cái vị đạo sĩ theo Bà La Môn, rồi có những vị có những cái khuynh hướng thích thú như vậy, và họ tin rằng là với cái sự khổ hạnh, tức là làm sao cho cái cơ thể này đó nó thật là tiêu tị, cơ thể này nó làm cho một cái sự coi như là tiêu tị, rồi đi đến cái sự sút giảm về sức khỏe, rồi và với họ họ suy nghĩ như vậy đó, và chỉ có cái thân này đó mà nó tiêu tị như vậy thì cái phiền não nó mới có thể tiêu diệt. Và điều đó đó chúng ta thấy ngày xưa cũng như là nay được mô tả ở trong kinh là những vị ẩu sĩ. Vậy Đức Bồ Tát của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật chưa giác ngộ thì Ngài cũng trải qua cái thời gian gọi là khổ hạnh đó, tức là từ ở cái việc mà nhiều khi rồi nhịn đói nhịn khát, rồi phơi nắng phơi mưa lạnh buốt thì họ phơi người ra đó, hoặc là nóng gắt thì họ lại phơi người ra đó. Ngày nay đó, khi mà mình đi qua bên Ấn thì mình cũng gặp những cái vị đạo sĩ, những cái vị đạo sĩ họ lõa thể, rồi bôi cho trét trấu, họ làm cho những cái cơ thể của họ tiều tị lên, râu tóc thì bù xù, mà tức là họ không có vệ sinh mà để cho cái cơ thể nó tiều tị vậy. Thì thật sự ra ngày xưa đó là họ có những cái khuynh hướng, họ quan niệm rằng chỉ quý vị nghe không? Dạ cảm ơn, con cảm ơn thượng tọa giác đẳng, cảm ơn quý vị. Lâu lâu cái đường truyền nó bị như vậy. Thì cái khổ hạnh là một trong những cái cách tu của họ. Và mình biết đó là cái cơ thể của một người đó, họ cũng chỉ là một cái pháp hành trì. Khi mà nó tiều tị quá hoặc là thống thiết đau khổ, bây giờ nó không chừng là một người mà khi mà cơ thể mà nó đau nhức quá đó, thì họ sẽ là cao có khó chịu. Thì cái người mà tu khổ hạnh đó, cũng là một cái cực đoan. Bởi vì đây hiểu đó là cái hình thức này đó là hình thức mà gọi là những cái pháp thấp kém, không phải là hoặc là hạ liệt, nó không phải là một cái pháp của một bậc thánh. Bởi vì bậc thánh thì không có hành trì như vậy, không có hành trì như vậy. Mà ở chúng ta thấy rằng nhiều khi vào thời kỳ Đức Phật đấy, có những cái vị giáo chủ hay là có những vị mà họ hành trì những cái đó, và họ nhiều khi họ đến gặp Phật để họ tranh luận, rồi họ hơn thua, rồi họ nhiều cái cách. Và như vậy đó thì cũng là một trong những cái cách tu. Nhưng mà nhiều khi rồi trong cuộc đời mình thấy người ta hành trì vậy, rồi mình cái người ta không hành trì giống như mình, thì có những người họ lại sanh ra những cái sự tranh chấp, hơn thua, tranh luận với nhau, cho rằng cái này là ưu tối ưu, cho rằng cái pháp môn này là tối ưu, hay là cho pháp môn kia tối ưu. Đó là một cái chúng ta nhìn thấy ở trên cuộc đời này. Cho đến ngày hôm nay đây thì mình thấy là cũng có nhiều cái pháp môn tu mà họ nghĩ rằng cái đó là tối ưu, mà rốt cuộc đó lại là họ đi xa, không đúng với chánh đạo, không đúng với chánh pháp. Đó là điều mà chúng ta thấy. Cái điều nữa đó là
Đức Phật ngài dạy ở đây đó là nên tránh xa những cái sự lợi dưỡng, lợi dưỡng. Bởi vì có một số người đó thì chúng ta biết rằng họ không quan niệm, họ không cho rằng thọ người chết sau khi chết còn tái sanh, và cái người có tạo cái việc gì thiện, việc gì tốt nữa, cũng không đưa đến cái quả lành, cái quả an vui, và có tạo cái nghiệp gì ác đó cũng không đưa đến cái quả khổ, không đưa đến cái quả khổ. Do quan niệm như vậy đó thì họ sống trên cuộc đời này thì họ hưởng thụ. Hưởng thụ thì mình biết đó là ăn uống rồi trai gái hay là những cái sự thụ hưởng trên cuộc đời này, cái gì mà có đó thì họ sẽ thụ hưởng, thụ hưởng. Và nhiều khi đó là họ cho rằng là chết là hết, hay là với một cái người mà quan niệm rằng cuộc đời này không sống không có bao lâu, cho nên là sống được ngày nào đó thì nên hưởng thụ ngày nấy, hưởng thụ một ngày nấy. Nhiều khi rồi chính cái sự hưởng thụ đó, đi tìm cái sự hưởng thụ đó, hay hoặc là thụ hưởng cái sự hưởng thụ đó, mà họ lại coi như là họ tạo ra cái nghiệp bất thiện, cũng có. Cho nên cái lợi dưỡng nó cũng là một trong những cái mà cũng cũng là một cái cực đoan. Bởi vì sao đó thì chúng ta biết đó là ở trong kinh Đức Phật ngài có nói rằng là khi mà ngài chưa giác ngộ đó thì cái phương pháp mà khổ hạnh hay hoặc là lợi dưỡng, thì đệ nhất về lợi dưỡng hay là đệ nhất về khổ hạnh đó, thì ngài đã trải qua. Bởi vì những gì mà ngài ở, khi mà ngài ở trong hoàng cung là một vị hoàng tử đó, thì có lẽ là sự hưởng thụ nó được đầy đủ, đệ nhất về lợi dưỡng. Rồi khi mà ngài khổ hạnh đó, đi xuất gia như vậy đó, thì có một cái thời gian 6 năm như vậy, ngài trải qua những cái pháp tu mà ở đương thời đó là họ xem như những cái pháp tu đó là những pháp tu tối thắng, thì ngài cũng đã trải qua. Cho nên khi mà ngài giác ngộ rồi đó thì ngài nói là, nói về ngài đó khi còn là Bồ Tát ấy, thì đệ nhất về khổ hạnh, đệ nhất lợi dưỡng thì ngài đã trải qua. Cho nên là khi mà ngài giảng cái bài pháp đầu tiên đó cho năm anh em Kiều Trần Như ấy, thì ngài lại khuyến khích chư tỳ kheo á là nên từ bỏ hai cái cực đoan đó, cả cái lợi dưỡng cũng như là cái khổ hạnh. Vì một người mà sống mà lợi dưỡng có nghĩa là họ sống nặng về vật chất. Chúng ta thấy rằng là khi mà mình cuộc đời này đó thì chúng ta nhờ vật chất để mà mình sống, nhưng mà chứ chúng ta để cái tâm mà nặng về vật chất quá thì cũng chính là những cái sự ràng buộc, những sự hệ lụy, và cũng chính cái điều đó nó làm cho mình khổ trong cuộc đời. Và nên, cho nên là cái sự hành trì mà gọi là Đức Phật ngài nói là chớ có hành trì ở trong dục lạc này, bởi vì cái đó là hà liệt, cái đó là không xứng đáng của bậc tánh. Chúng ta thấy rằng cái hành trì của bậc thánh giống như là cái người mà tu bát quan á, một ngày mà mình tu theo bát quan đúng nghĩa thì có nghĩa là mình tức là mình giữ giới, là mình hành trì theo cái pháp thiện của bậc thánh á, thì Đức Phật ngài nói là cái ngày đó là mình tập tành sống theo cái hạnh của bậc thánh. Thì bởi vậy cho nên là chúng ta thấy là cái bậc thánh á, các ngài không có hành trì theo cái cách lợi dưỡng, cũng không có hành trì theo cái cách của khổ hạnh. Bởi vì những cái pháp đó đó nó không đưa đến mục đích. Mục đích ở đây là mục đích giải thoát đó, không đưa đến mục đích, mà hành trì đó là hành trì của phi bậc thánh. Vì vậy cho nên là thí dụ như là một người mà tu khổ hạnh á, thì họ thấy những người lợi dưỡng á, họ thấy cái người lợi dưỡng đó thì họ cũng nói ra nói vô, họ chê thấp chê cao, chê thấp rồi tự họ cho là cao. Rồi một cái người lợi dưỡng cũng vậy, cho rằng là làm như vậy là chi, người một người khổ hạnh làm như vậy là chi, nếu mà làm như vậy nó cũng chẳng có lợi ích gì.
rõ ràng là sanh ra những cái sự tranh chấp. Mà cả hai cái điều này đó, chúng ta thấy rằng là nó không phải là cái sự hành trì mà đưa đến cái mục đích. Mục đích ở đây đó là mục đích của sự giải thoát. Mà giải thoát thì không phải là khổ hạnh mới là giải thoát, và cũng càng không phải là có một cái khuynh hướng hành trì theo cái lợi dưỡng gọi là giải thoát. Đó là như vậy. Và cái pháp thứ ba ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng là bởi vì khi mà Ngài nói mà thiên về bên đây, đó là một cực đoan, lợi dưỡng là một cực đoan, và thiên về bên kia đó là khổ hạnh là một cực đoan. Do vậy thì Ngài mới dạy cho một cái gọi là cái con đường, gọi là cái phương pháp thực hành trung đạo. Trung đạo tức là không phải thiên về khổ hạnh và cũng không phải là thiên về lợi dưỡng. Và nhân đó thì Đức Phật Ngài mới dạy cái tu tập theo cái con đường bát chánh đạo. Khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng là một người mà từ bỏ hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng đó, cũng như chính Ngài, Đức Phật Ngài cũng đã từ bỏ hai cái con đường, hai cái phương hướng lợi dưỡng và khổ hạnh. Do vậy thì Ngài thực hành cái con đường trung đạo. Thì trung đạo ở đây đó, giống như Đức Phật Ngài dạy rằng con đường là con đường thẳng tới Niết Bàn, chính là con đường đạo đế, tính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo ở đây đó là tám cái phương pháp để hành trì, và tám cái phương pháp này đó là giới, định và tuệ, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta thấy rằng là bởi vì chính cái điều mà mình nhìn nhận ở trong cái sự biết của chính mình, hiểu biết của chính mình, hiểu biết đây là hiểu biết đúng với chân lý, hiểu biết đúng được cái nguồn gốc đưa đến đau khổ, rồi hiểu biết đúng những cái phương pháp để đưa đến, để hành trì đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ. Như vậy đó thì ở đây đó là Đức Phật Ngài nói rằng một người có chánh kiến, một người chánh kiến là thấy rõ được cái pháp mà nó đưa đến đau khổ, và thấy rõ được là sự đoạn tận những cái pháp phiền não, những cái phiền não thì sẽ đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là một cái nhìn thấy rõ của chánh kiến, và thấy rõ được là cái nguyên nhân sự ô uế của nội tâm và làm cho cái chúng sanh luân hồi khổ đau ở trong các cái cảnh giới, đó là do cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ hiểu biết hay là chánh kiến để nhận thấy rõ, để tránh xa những cái cực đoan nó không đúng. Cái thứ hai nữa là nói đến cái chánh tư duy ở trong cái sự suy nghĩ của một người, tức là mình suy gẫm, tức là tìm kiếm để thực hành để làm sao tâm ly được các cái tham dục ở trong cuộc đời này. Vậy chính cái tham dục làm cho chúng sanh khổ đau, chính cái tham dục làm cho chúng sanh phải luân hồi, chính cái tham dục làm cho chúng sanh bị hệ lụy ở trong các cái quả khổ đau, ở trong các cái cảnh giới khổ. Khi mà một người bằng cách là thực hành để ly được các cái tham dục trong cuộc đời, bằng cách là thực hành để lìa bỏ cái sân hận ở trong cuộc đời này, rồi bằng cách là thực hành để lìa bỏ những cái sự não hại ở trong cuộc đời này. Khi mà một cái tâm mà, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong một cái khuynh hướng chung của người phàm phu thì khuynh hướng do suy tư duy đến cái tham dục, do tư duy đến cái sân hận, do cái tư duy đến cái sự não hại. Như vậy thì một người tư duy làm sao để tránh xa cái tham dục, sân hận và não hại đó. Thì hai cái điều này chúng ta thấy rằng là chánh kiến và chánh tư duy được xem như là một phần của trí tuệ, một cái trí tuệ để khóa tan cái mầm mống của phiền não đưa đến cái khổ đau luân hồi. Và chúng ta thấy nói đến chánh ngữ, tức là lời nói ở trong
một cái lời nói mà của một bậc thánh á, hay cái lời nói sự hành trì của một người trong giai đoạn. Bởi vậy cho nên là khi mà một người có chánh ngữ, mình hiểu là giống như có chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói đúng đắn, đúng sự thật, hay là lời nói không có gây đau khổ tổn thương chúng sanh khác, đó là chánh ngữ. Nhưng mà đối với bậc thánh là với cái chánh ngữ đó, đó là một cái tâm chánh ngữ để ngăn chặn và đoạn trừ những cái ác ngữ, không còn có sanh khởi lên, không có sanh khởi lên. Chánh nghiệp tức là những cái việc làm trong đời sống hàng ngày một cách chân chánh của một bậc thánh ở trong cuộc đời. Rồi chánh ngữ, chánh mạng tức là các ngài luôn luôn có cái sự tinh tấn để nuôi cái mạng này, và ở trong cái sự nuôi tinh tấn nuôi mạng này đó là với cái cách mà do cái sự tinh tấn đó, và trong đời sống hàng ngày các ngài luôn luôn thực hành và nuôi mạng đúng như cái gọi là chánh mạng ở trong cổ bậc thánh. Thì những cái phần này đó, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, được như là cái phần giới của một bậc thánh. Một người bình thường như đã hành trì bát chánh đạo cũng đưa đến cái sự an lạc nhờ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nhưng bây giờ nói đến chánh tinh tấn là sự nỗ lực ở trong nội tâm của cái việc của cái vị hành giả hành trì cái giáo pháp này. Dù là cái hoàn cảnh nào thì cái vị đó cũng luôn luôn có cái sự tinh tấn. Rồi vị đó luôn luôn nhờ cái tu tập chánh niệm đó mà trí tuệ mới phát sanh. Trí tuệ phát sanh đó để đoạn trừ những cái gì? Đoạn trừ cái ngã chấp đối với cái thân ngũ uẩn này, mà vị ấy đạt được cái sự giải thoát. Chánh định tức là một trong những cái điều mà vị hành giả có cái sự trụ tâm trên một cái đề mục để đó phá được cái, làm cho cái sự cái nội tâm được an lạc. Như vậy thì ở đây có thể nói rằng con đường trung đạo tức là con đường mà bát chánh đạo đó, bát chánh đạo Đức Phật ngài dạy, tức là nó khác với lại người ta có cái khuynh hướng của khổ hạnh hay là người ta có cái khuynh hướng của lợi dưỡng. Vì vậy cho nên Phật nó dạy rằng hãy thực hành cái con đường trung đạo này. Và cái con đường trung đạo này đó là con đường mà chính Đức Phật đã giác ngộ. Như chúng ta biết rằng là trong kinh nói rằng với một người mà nương tựa vào bát chánh đạo thì thẳng tắp đến niết bàn, thẳng tắp đến niết bàn. Cũng như vậy với Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, cũng đã hành trì, và điều đó chính ngài đã được cái sự thực chứng những điều đó, và các thánh đệ tử cũng thực chứng những cái điều đó. Vì vậy cho nên Phật nói là để tránh xa hai cái cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng thì nên thực hành cái con đường trung đạo này, trung đạo thương này. Và cái pháp thứ tư ở đây đó, điều thứ tư mà Đức Phật ngài dạy đó là sự thích đáng ở trong cái sự khen chê. Sự thích đáng ở đây đó là mình không phải có cái khuynh hướng là nghe người ta khen là mình khen theo, cũng không phải là có cái khuynh hướng là nghe người ta chê cái mình cũng chê theo, mà chưa có được cái sự chưa có được một cái sự mà gọi là nhận xét bằng cái sự đúng đắn để rồi mình khen hay là mình chê. Chữ đích đáng ở đây đó giống như là sự khen và chê đó là đích đáng ở đây đó. Đối với một người mà tạo cái ác nghiệp từ thân khẩu ý đó thì cái người đó thì đáng chê. Nhưng mà một người mà có những cái hạnh nghiệp, tức là thân khẩu ý họ tốt đẹp, một người làm được điều thiện, việc thiện, một người có thân khẩu ý được tốt đẹp, có phẩm hạnh, rồi có giới đức, thì mình gặp những bậc đó, đó là mình đáng được, đáng đảnh lễ, cũng như là đáng cúng dường hay là đáng khen tặng.
Thì cái chuyện khen và chê đó là khen đích đáng. Ở đây đó chúng ta biết rằng mình phải biết tán thán những cái, những người mà đáng tán. Bởi vì đó ít nhiều đó là mình quan hỷ với những cái việc thiện của người đó, của những cái vị đó. Và đồng thời đó là mình biết những cái điều mình đáng tán thán đến những cái vị đó, để rồi là mình quan hỷ với những cái thiện nghiệp của những vị đó, những vị mà đáng được tán thán. Và ở đời đó thì khi mà mình biết tán thán những cái điều tốt đẹp đó, có nghĩa là mình đã khuyến khích, mình đã động viên cho người khác hướng đến những cái điều thiện, hướng đến những điều thiện. Chứ còn mình biết thấy những cái điều mà sai trái, những cái điều mà nó thấp, hay là một người mà thực hành thân khẩu ý bất thiện như vậy đó, thì cái điều đó đáng chê. Nhưng mà ở đây nói rằng khi mà mình biết được cái điều người mà đáng tán thán, hay là cái người mà đáng được bị chê trách đó, thì lúc bấy giờ đó là nhiều khi mình cũng không cần phải khen chê ở đây, mà lúc bấy giờ đó là mình nên nói những cái chánh pháp, nói lên Phật Pháp. Thí dụ bây giờ nè, mình có nói gì, có làm gì đi nữa, mình có khen người ta đó, nếu mà khen đúng đó, thì rõ ràng là nó là một cái điều khuyến thiện để cho người khác thấy điều đó để noi theo. Và đồng thời là mình cũng biết là tránh xa những cái việc ác, nghiệp ác, mà mình thực hiện những cái việc lành, khuyến khích người khác tránh xa những nghiệp ác mà họ thực hiện những điều lành. Nhưng mà bây giờ đó thì mình khen chê ở đây đó, nó cũng không phải là một cái điều mà vấn đề nữa. Mà bây giờ đó là mình nên nói với Phật Pháp, nói Phật Pháp cho họ nghe. Giống như là một người mà nói Pháp vậy, hay là thuyết Pháp đến cho họ nghe. Là vì sao? Ở đây đó chúng ta thấy rằng là một người mà mình khen ai hoài cũng vậy, hay là mình chê ai hoài cũng không tốt gì cho mình. Nhưng mà bây giờ có cách đó là mình, nếu mà gặp đó, là mình nên nói những Phật Pháp. Bởi vì một khi mình khen mà quý vị thấy rằng là khen đúng thì không nói gì, mà khen nó không đúng nó cũng chưa hẳn là có một cái kết quả tốt. Còn mình chê ai thì mình bị sanh ra cái quan trái, sanh ra cái quan trái. Và sanh ra những cái quan trái như vậy đó thì nó có những cái sự tranh chấp, rồi có những cái sự hơn thua ở đây. Mà bây giờ đó là chúng ta nên dùng cái gì? Dùng cái giáo pháp này để mà thuyết pháp, để cho người đó hiểu được cái giáo pháp này mà hành trì, thì đó là cái sự lợi lạc. Cho nên là ở đây đó, sự khen đích đáng hay là sự chê đích đáng ở đây đó là người đáng khen thì nên khen. Khen ở đây là khen trong Phật Pháp đó là người đó có phẩm hạnh, người đó có giới hạnh, rồi người đó có sự tu tập tốt đẹp thì mình đáng khen. Còn cái người mà đáng bị chê đó, thì cái người đó họ làm xấu, họ làm từ thân khẩu ý bất thiện, như vậy thì đáng bị chê. Nhưng mà hiểu được vấn đề đó là từ khen hay là chê đó thì cũng chưa hẳn là một cái có một cái kết quả tốt. Chỉ có điều là mình nói với chánh pháp, nói với Phật Pháp để họ hiểu, để đời mang đến cái sự an lạc cho những cái người đó, và chính bản thân của mình cũng không có cái sự quan trái ở đó. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng là nếu như một người mà họ có một cái khuynh hướng hưởng đến các tạo những gọi là họ có khuynh hướng mà hưởng thụ những cái dục lạc ở trong cuộc đời này, thì mình chê họ đó, thì sự thật ra mình nhìn nhận, mình ý thức được như vậy là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà mình chê họ, họ không thích mình, thì họ cũng sinh ra cái quan trái. Rồi cái người mà khổ hạnh đó, là người ta hành trì như vậy mà mình khen hoặc là chê họ thì cũng mặc dù là mình biết rằng cái việc này nó cũng không có lợi ích gì, chỉ có là mình dùng với cái chánh pháp đó, mình nên nói với chánh pháp cái giáo pháp này. Bởi vì chỉ có người thực hành trung đạo đó, thì cái người đó họ mới thật sự là hành trì của bậc thánh, và hành trì đó mới có thể mang đến cái sự an lạc ở trong cái đời sống này. Và
Cái pháp thứ năm ở đây đó là khi mà mình biết rõ như thế đó, nào là an lạc thật sự, thì chúng ta biết rằng là cái đối với các cái dục lạc ở trong cuộc đời này đó, thì như Phật dạy rằng ít vui mà nhiều khổ, ít vui mà nhiều khổ. Và cái lạc mà mình nói ở đây đó là khi mà người ta hưởng thụ các cái dục lạc ở trong cuộc đời này, hay là người ta thỏa mãn với các cái giác quan của họ, thì những điều đó nó không có bền vững, và nó cũng là đi đến cái sự khao khát và khổ đau cũng tiếp tục nữa. Thì chỉ có cái điều đó là khi mà mình hiểu được là những cái việc mà hưởng thụ ở trong dục lạc này, hoặc là cái lạc đó đó, cái hỷ lạc ở trong phiền, cái đó nó không phải là một cái bền vững, mà nó là sẽ hệ quả, nó là sẽ là khổ đau. Vì vậy đó thì cái một người nhận thức rõ được đó là thấy năm dục đó là một cái sự nguy hiểm ở trong đời sống, cho nên là chỉ có một người mà tu tập với cái nội tâm của mình, hướng về chính cái nội tâm của mình, và khi một cái nội tâm được định tĩnh á, một cái nội tâm định tĩnh á, thì thật sự là mới có thể là cái lạc đó là lạc ở trong thiền, cái hỷ lạc đó là hỷ lạc ở trong thiền. Và khi mà có những cái hỷ lạc đó là hỷ lạc được bền vững, nó được bền vững. Nó cũng không phải là do có cái đó, do có cái sắc thinh hương vị xúc gì mà họ hỷ lạc, mà ở đây đó là chính nội tâm của họ ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Và như vậy thì để mà có được cái ly dục, ly ác, bất thiện pháp đó, giống như là trong kinh mô tả rằng là ly dục vị tỷ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh á, thì ở đây đó là bởi vì trong cái phương hướng của một người phàm phu á, là một người mà bình thường đó, thì họ thường có những cái phương hướng hưởng dục, và trong cái phương hướng của họ đó là họ luôn luôn bị chi phối bởi tham sân si, hay là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Như vậy đó thì khi mà họ ly ác, ly dục, ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh đó, có tầm có tứ đó, thì phải nói rằng một điều đó là lúc này đó, cái nội tâm nó được an lạc rất là lớn, và nó không phải những cái an lạc ở trong bình thường. Vì nhiều khi đó là mình nói mô tả đến những điều này đó, thì phải nói rằng đó, là khi nào mà mình thật sự là cái nội tâm được an tịnh, không có bị chi phối bởi các cái trần cảnh do tham dục, hôn trầm, thị miên trạo cử, rồi là hoài nghi sân độc, thì khi đó đó cái nội tâm mới thật sự là có được cái sự an lạc. Và an lạc đó là an lạc lâu bền, an lạc lớn, chứ không phải là an lạc nhỏ, không phải là an lạc nhỏ. Như vậy thì các bậc thánh á, thì các ngài cũng hành trì như vậy. Các ngài, bởi vì lúc nào đi nữa, hơn lúc nào đi nữa, thì các ngài luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình. Và có đó một bậc thánh hay là tâm của một người đắc định á, ở đây đó là có thể nói rằng một người mà có một cái tâm đắc định như vậy đó, là do cái tâm của họ không có khuynh hướng đối với các cái bất thiện pháp, không có khuynh hướng dính mắc ở trong các cái dục trần này, và vì vậy cho nên an lạc đó là an lạc mà sâu rộng, sâu rộng. Bởi vì giống như chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là đi chùa mình lễ hội thì nó là một cái mặt nổi của một tôn giáo, ở trong đó có Phật giáo của chúng ta. Bởi cái nghi thức hội thì nó cũng là những cái gì phản ánh đời sống tính của người, của tín đồ Phật. Nhưng mà cái điều mà cốt lõi then chốt nhất, cốt lõi nhất thì chỉ có những người mà tự thực hành của giáo pháp của Đức Phật, như giữ giới rồi hành trì thiền tập ở trong đời sống hàng ngày, họ có được cái sự an lạc đó,
Thì cái an lạc đó là an lạc tự họ trải nghiệm được những cái lời dạy của Đức Phật mà chính họ đã đang thực hành đó, thành tựu đó. Cho nên họ được cái sự an lạc đó là an lạc rất là sâu rộng, và phải nói là nó bền vững, nó bền vững, nó hiểu một cách nào đó là rất là bền vững ở trong đó. Cái điều thứ sáu ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng một người mà biết tránh nói lời mang lại cái sự tư ẩn, hay lời nói gây ra cái đụng chạm, dù cái lời nói ra sao đó, thì nên nói những cái gì đó nó thật. Có nhiều khi đó là có những người họ nói, nhưng mà rồi cái lời nói đó được trao chuốt như thế này thế nọ, nhưng mà rồi đó mình hiểu rõ được cái lời nói ở trong đó nó chứa đầy, chứa ẩn những cái điều mà làm khổ đau, khổ lị cho người khác, hay là chính cái lời nói đó nó phát xuất từ ở cái tâm sân hận, hay là cái tâm bất thiện nào đó, để rồi cái người nghe đó không thấy thoải mái và không được cái sự an vui. Cái điều nữa đó là một cuộc đời này đó, thì chúng ta nếu như là nói một điều đó là tránh đi những cái sự đụng chạm trong cuộc đời này. Bởi vì thêm một cái người mà không có đụng chạm, thêm một cái người bạn, giống như người ta nói là thêm một người bạn mà giảm bớt đi một cái người thù là cũng vậy. Ở đây đó là dù chúng ta nói với một cái phương hướng nào đi nữa, mà có một người nào đó họ có những cái phương hướng khác chúng ta, thì cũng dễ sinh ra những sự đụng chạm, dễ sinh ra những sự đụng chạm. Cho nên nếu mà nói trong Phật Pháp là nói một cái lời hòa nhã, hay là nói một cái lời mà để cho người khác đi đến cái sự an vui, và mình hiểu rõ được ở trong cái nguồn lời dạy giáo pháp của Đức Phật đó, là mang giống như cái suối nguồn mà mang lại cái sự an lạc cho mọi loại cây cỏ ở trong quả đất này, trong quả địa cầu này. Bởi vì chỉ có những cái lời, cái pháp của Đức Phật, tức là pháp học, pháp hành đó, mới thật sự là mang đến cái sự an vui cho người khác. Còn nếu như mà mình nói với cái suy nghĩ của mình, hay là nói với một cái tâm tư hết sức là bất thiện đó, thì cũng thể nào đó là cái sự an vui cho người khác, và nó dễ sinh ra cái sự đụng chạm ở trong cuộc đời này. Thì cái người ở trên cuộc đời này đó, mình biết rằng có khi người ta ủng hộ cho cái này, nhưng mà người ta phản bác cái kia, rồi có khi là người ta phản bác cái này, rồi ta ủng hộ cái nọ, vân vân. Rồi mỗi người, giống như người ta nói một cái câu là 9 người tới 10 ý, thì nhiều cái ở trên cuộc đời này nó sinh ra cái sự đụng chạm. Và khi mà đụng chạm như vậy ở một cái tâm thái mà mình hết sức là bình tĩnh á, thì nó đỡ. Nhưng mà một người mà ở một cái tâm thái không có bình tĩnh, bồn chồn giận dữ đó, thì nó dễ thốt ra những cái lời nói hay là cái hành động nó bất thiện, mà gây đến cái đau khổ cho những người chung quanh, và chính cái người đó họ cũng là thọ nhận lấy những cái quả báo xấu do họ nói hoặc là họ hành động những cái bất thiện. Như vậy thì ở đây đó là dù chúng ta có điều đó, theo chúng tôi nghĩ đó là một cái điều mà mình cứ nói thẳng, và trong cái thẳng cái thật, có những điều mà mình nói thẳng nói thật đó nó lại là tốt, có những điều thì nó không tốt. Và nói thẳng nói thật đó, đó tùy theo cái đối tượng, rồi để rồi đó là nói trong cái tinh thần xây dựng, hay là nói trong cái tinh thần hòa hợp để được cùng tiến bộ, hay được cái lợi lạc cho người khác, thì cũng nên nói cái điều đó. Hay là mình hành động những điều giống như là mình làm điều thiện, điều thiện thì người khác, mà người có trí đó, thấy mình làm điều thiện thì tự động họ quan hỷ, họ làm điều thiện đó, đó cũng là một cái tốt. Nhưng mà ngược lại đó là một khi mình nói những cái điều mà khởi lên bằng với cái tâm thiện ấy, thì mình phải bị đau khổ. Đau khổ là trước nhất là mình thốt cái lời đó lên, hoặc là hành động đó, đó là mình đã là không được bình tĩnh rồi, không được bình tĩnh, không được sáng suốt rồi, và mình
nhận cái đau khổ đó là cái quả. Rồi cái người xung quanh mà nghe mình nói những cái lời nói đó, hay là mình hành động những cái hành động nó không tốt, cũng gây cho khổ cho người khác, suy nghĩ của người khác, đó là một cái hành động không tốt. Vì vậy cho nên là mình tránh đi những cái lời nói mà đụng chạm. Và lời nói nhiều khi không có chứa ẩn những cái tâm bất thiện ở trong đó, mà bằng với cái tâm từ, hay là bằng với cái tâm muốn cho người khác được tiến bộ, thì cũng nên làm những điều đó. Và cái thứ bảy là cái pháp thứ bảy Đức Phật ngày nói về cái cách để nói những lời hòa nhã, không có hấp tấp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cả cái lời nói cũng vậy, cái hành động. Nếu như mà một người mà nói nhiều khi rồi nói chưa có suy nghĩ trước để nói đó, thì nó cũng gây ra cái hậu quả cũng không phải là không có. Thì khi mà mình nói cái điều gì đó, không phải là chậm quá để rồi buồn ngủ, hay là mình nói mà nhanh quá thì người khác nghe cũng không. Tùy theo cái âm khẩu mà chúng ta nói như vậy đó, thì ở đây đó là nói trên cái tinh thần hòa nhã. Nếu như cũng cái lòng cái lời nói đó, cũng cái lời nói đó, nhưng mà nói với cái trạng thái cái âm hưởng đó, nghe nó cũng không hay. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một người nói những cái lời tốt hay những cái lời mà không tốt đó, thì chúng ta nên nói những cái lời mà hết sức là hòa nhã ở trong đó. Dù ở trong cái hội chúng nào cũng vậy, khi mà nói những cái lời hòa nhã đó, thì họ cũng cảm thấy, những người chung quanh của mình cũng cảm thấy an vui. Và mình nói giống như người ta nói là từ từ nói có trước có sau, nói rõ như vậy đó, thì cái người nghe đó họ tiếp nhận được, họ hiểu được những cái điều mà mình muốn trình bày, mình muốn nói. Cho nên là khi mà mình nói như vậy đó, giống như người ta nói là có nói có trước có sau, nói có chấm có phết, thì nói có đầu có chủ ngữ có vị ngữ như vậy đó, thì có lẽ là cái người khác họ nghe họ cũng có thể dễ hiểu. Và một người mà nói những cái lời hòa nhã thì nó phát xuất từ ở một cái tâm thái mà mình biết rằng cái tâm thái nó hết sức là thiện. Bởi vì chỉ có những cái lời hòa nhã mới có cái sự gắn kết với nhau, rồi mới có cái sự mà tiến bộ với nhau, làm cho người khác được có được cái sự an vui. Và khi mà mình nói hay là mình làm gì cũng vậy, giống như người ta nói là mình làm cái điều gì đó nó cũng là chắc, làm cái gì điều gì đó cũng phải là chắc. Còn nếu như chúng ta làm mà nó không chắc á, thì cũng không nên. Và khi mà mình làm đến đâu, tuy là làm nó chậm từ từ, nhưng mà mình làm cái việc gì đó thành công. Và có những người đó quý vị thấy rằng là họ làm dù cái việc đó việc nhỏ, nhưng mà họ làm họ không bỏ nửa chừng. Không bỏ nửa chừng, chưa thành công là họ không bỏ nửa chừng, mà họ phải làm cho đến khi nào mà cái việc đó nó thành công hết rồi đó, thì họ mới thôi. Thì cũng vậy, ở trong cái lời nói hay là cái hành động đó, thì cái hành động hay là lời nói khi nào mà chậm, có suy tư trước khi hành động, hay là có suy tư trước khi mà mình nói đó, thì cái lời nói nó ít có bị mắc những cái lỗi lầm, hay là cái hành động đó ít có bị mắc những cái lỗi lầm, thậm chí không có mắc những cái lỗi lầm. Đó là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Và cái điều thứ 8 là không nên quá cố chấp về ngôn ngữ, nhất là sự dị biệt của vùng miền. Ví dụ như mình ở một chỗ đó, thì mình ít có gặp cái sự khác biệt nhau về vùng miền, lời nói cũng như là cái tập quán, rồi trong cái nhận thức của mỗi một địa phương ấy, nó cũng khác nữa. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những người thì họ lại chấp ra nhau những từ ngữ, mà
cái từ ngữ, ví dụ như là mình nói là người miền Nam nói theo cái giọng của người miền Nam, người miền Bắc là nói theo giọng của người miền Bắc, rồi người miền Bắc thì nói người miền Nam nói sai chính tả, nói sai chính tả. Nhưng mà rõ ràng thì nó cũng có những điều đó. Nếu mà mình đem cái chuyện đó ra để mình bàn luận cãi giả nhau thì không được. Nhưng mà dù họ nói như vậy đó, thí dụ như chữ và chữ già đó, thì sự thật ra thì nói như vậy nhưng mà không có viết sai, nó không viết sai. Nhưng mà đem chuyện đó ra để mà tranh cãi với nhau thì nó cũng không phải là cái hay. Rồi mình nói ở miền Tây cũng vậy, có những tỉnh thì nói chữ TR không được, vân vân. Rồi những cái tỉnh thì nói chữ giờ cũng không được, vân vân. Thì mình gặp những cái chuyện này đó là những cái chuyện mà do mỗi vùng miền tập quán thì nó cũng khác nhau. Nhưng mà hiểu tinh thần chung á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình hiểu Phật Pháp á, thì cái tập quán ở địa phương hoặc là ngôn ngữ ở tại địa phương vùng miền á, thì cái điều đó nó hết sức là tự nhiên, và cũng không có gì để mà tranh chấp với nhau, cố chấp với nhau là việc này nó như thế này thế này tới nọ. Thì cho nên là khi mà mình nói những việc đó, cái ngôn ngữ nào mà nó thuộc về phổ thông đó, phổ thông là sao, là người nghe dễ hiểu, dễ hiểu. Chứ mình nói những cái lời nói mà nó lạ quá, nghe nó khó nghe quá, mà trước giờ cái trước giờ người ta không có dùng, người ta không có dùng, hoặc là cái địa phương đó người ta không có dùng cái từ đó, mà bây giờ mình dùng cái từ đó mình hiểu nhưng mà người khác không hiểu, thì cũng tránh đi những điều đó đi, và cũng không nên là phải chấp nhất cho một cái gì. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng giống như là mình nói Phật giáo Nam truyền, thì cái gì chúng ta cũng căn cứ vào cái ngôn ngữ Pali. Và ngôn ngữ Pali là ngôn ngữ mà được xem như là gốc rễ, cho nên cái nào cũng vậy, chúng ta đều dựa vào cái ngôn ngữ Pali đó để chúng ta hiểu được cái tôn chỉ tư tưởng của Phật giáo, phương pháp mà Đức Phật ngài trong kinh Luật Luận Đức Phật ngài dạy. Nhưng mà khi mà mình diễn đạt á, thì diễn đạt theo cái tiếng mẹ đẻ, theo tiếng mẹ đẻ. Ví dụ như mình người Việt Nam thì mình sẽ nói bằng cái tiếng Việt để rồi người khác hiểu, chứ còn mình nói Bali không thì người ta cũng không hiểu, cái người ngang xương thì cũng khó mà hiểu. Rồi thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo Bắc truyền thì người ta lại căn cứ tiếng Hán, nhưng mà cũng không phải là thầy nào cũng là giỏi tiếng Hán, mà cái người mà không giỏi tiếng Hán thì nói tiếng Hán cũng không có biết được cái gì luôn, cho nên cũng phải dùng cái ngôn ngữ cái tiếng mẹ đẻ đó. Tuy nhiên thì đối với Phật giáo Nam truyền, chúng ta thấy rằng chúng ta dựa vào ở trong cái tiếng Pali, và cái tiếng Pali xem như là cái ngôn ngữ gốc để mình hiểu được, cái không có sai lệch đi những cái tư tưởng hay là cái điều lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, để chúng ta đừng có đi lạc đi xa thôi. Nhưng mà khi diễn đạt thì diễn đạt bằng cái lời tiếng nói của tiếng Việt để rồi mình hiểu. Thì hoặc là mỗi một vùng miền á, chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là mình đi đến cái vùng nào đó, mình nghe một cái vùng miền, một cái địa phương đó, cái địa phương đó họ nói cái tiếng đó, mà mình biết nói cái tiếng đó, ở tại địa phương đó, thì người ở tại địa phương họ có cảm tình với mình liền, tại vì mình biết nói cái địa phương đó, họ cảm thấy nó gần gũi hơn, thì ở trong Phật Pháp chúng tôi nghĩ rằng cái ngôn ngữ gốc là ngôn ngữ mà gọi là ngôn ngữ Pali, đó là ngôn ngữ mà dựa vào đó để mình diễn đạt, không có bị sai lệch, không có bị đi xa đi cái tôn chỉ lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi mà diễn đạt như vậy để mà tiếp cận hay là đi vào ở trong một cái địa phương nào thì mình hiểu được cái tiếng ở địa phương đó, hay là tiếng mẹ đẻ của mình, thì hoặc là cái ngôn ngữ mà phổ thông á, thì cái người nghe nó cũng là rất là dễ hiểu chuyện đó, cái lời nói đó. Thì ở đây đó là khi mình hiểu cái sự khác biệt như vậy đó, thì mình cũng không nên chấp nhất nhiều về vấn đề ngôn ngữ.
mà hãy luôn luôn vận dụng ở trong cái điều mà tôn chỉ lời dạy của Đức Phật, để làm sao mang cái Phật pháp nào này vào đời để người khác được có cái sự lợi lạc ở trong cái điều mà tiếp cận đối với cái lời dạy của Đức Phật, hành trì cho được cái sự an lạc là như vậy. Và cái điều ở đây đó là khi mà cuối cùng đó là nói đến khi mà mình ý thức rõ được pháp dẫn đến gia chạm thế gian và giảm thiểu cái sự gia chạm ở trong tập thể và tăng chúng đó, thì ở đây đó là chúng ta biết rằng cái sự mà khác biệt đó, hay chúng tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt mà nó có khác nhau như thế nào đi nữa, nhưng mà chánh pháp á thì luôn luôn có cái sự hành trì, luôn luôn có được cái sự hành trì. Và khi hiểu được đó là sở dĩ mà chúng sanh luân hồi khổ đau đó là do cái phiền não, và pháp của Đức Phật á dạy như vậy là để mà cho các vị đệ tử của Đức Phật hành trì, thứ nhất là ly bỏ các cái phiền não, từ ở không có có những cái tránh xa những cái lợi dưỡng, cực đoan của lợi dưỡng, tránh xa cái cực đoan của khổ hạnh. Và khi mà mình thấy những cái sự đoàn kết nào đó ở trong tăng chúng mà thật sự là mang đến cái sự an vui cho mình, an vui cho những người khác, và mình không có đi xa với chánh pháp, thì điều đó nên có cái sự tán thán và hành trì, hành trì. Rồi mình luôn luôn lấy cái giáo pháp của Đức Phật, dù là như thế nào đi nữa, thì thực hành cái con đường trung đạo này, trung đạo này. Và vị tỳ kheo này cũng như là vị tỳ kheo kia thực hành bát chánh đạo, cũng nghĩa là một vị nương tựa vào giới, nương tựa vào định, nương tựa vào tuệ để thực hành con đường trung đạo này, hay là con đường để đạo lộ này, để tiến đến cái niết bàn giải thoát ở trong tương lai. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngài dạy về cái thứ nhất đó là mình tránh xa những cái cực đoan khổ hạnh. Cái thứ hai nữa là Đức Phật dạy hãy tránh xa những cái cực đoan của lợi dưỡng. Và cái thứ ba là Đức Phật dạy là nên thực hành cái con đường trung đạo. Và trong cuộc đời này, trong thế cái giáo pháp này đó, thì cái điều mà thích đáng nên khen và chê đó, thì có nghĩa là gặp những vị mà đáng khen thì nên khen, những vị đáng chê thì nên chê. Nhưng mà khi hiểu rõ như vậy rồi đó, là chỉ có cái điều đó là chúng ta nên nói pháp đến những người đó thì sẽ là mang đến cái sự an vui cho người khác. Rồi cái điều thứ năm là biết thế nào là sự an lạc thật sự. Bởi vì cái an lạc thực sự là khi nào mà ở nội tâm của mình thật sự ly được các cái phiền não triền cái, không còn dính mắc ở trong cái bất thiện pháp, thì cái an lạc đó là cái an lạc thực sự, an lạc thực sự. Rồi thứ sáu đó là tránh xa nói những cái lời mà thật sự là nó không rõ, nó không rõ, hoặc là mang đến cái sự đụng chạm do lời nói. Do cái lời nói thì tránh xa những lời nói đó. Và cái thứ bảy đó là nên nói cái cách hòa nhã, tức là nếu mà mình có nói thì nói trong cái lời hòa nhã đó, để rồi người nghe có thể có được cái cảm nhận hướng đến hướng thiện, mang đến cái sự an lạc cho mình, cho người khác, cho những người chung quanh. Và cái điều thứ tám là không nên quá cố chấp ở trong cái ngôn ngữ, nhất là những cái ngôn ngữ mà có cái sự dị biệt ở trong cái vùng miền. Ở đây đó là chúng ta thấy rằng cái điều gì mà cảm thấy nó có sự gần gũi và người ta có thể tiếp nhận được qua cái lời nói đó mà họ hành trì giáo pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng
cái điều đó nó thật sự là mang đến sự an vui. Rồi đó là 8 điều, và khi mà mình ý thức được những điều đó đó thì mình tránh đi những cái sự gia chạm, giảm thiểu đi, rồi làm cho cái sự tăng trưởng ở trong cái tăng đoàn thật sự có được cái sự an vui đó. Thì chúng tôi xin chia sẻ liên quan đến cái bài học hôm nay, trong những cái điều mặc dù là thời gian thì cũng bấy nhiêu cái thời gian đó, nội dung của bài kinh thì rất là dài, còn nhiều cái ý nghĩa rất đặc biệt, dành cái thời gian còn lại đó để chư tôn đức bàn thảo luận thêm để đại chúng chúng ta được cái sự an lạc. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic. Sa thúc cái trường thì đọc Phật tử. Bất chi lục kích, thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay Đức Phật Ngài dạy về những cái pháp để làm sao giảm thiểu hoặc là làm tránh né được những cái va chạm sâu sắc. Bài kinh này được giảng ở trong rung Phật Pháp Buddha vào một ngày có thể nói rằng đang có nhiều cái phiền ảnh đen tối với nước Mỹ vì sự kỳ thị chủng tộc ở đây. Khi mà một người da đen bị bốn cảnh sát da trắng của người Mỹ dùng sự bạo hành bắt bớ, mang đến tử vong ở tại Minneapolis. Chứ bây giờ nước Mỹ rơi vào trong một tình trạng phân hóa như hiện nay, chúng ta thấy rằng riêng cái chuyện khẩu trang thôi xong nó đã tạo sự phân hóa rồi, đang kỳ thị chủng tộc. Nó xảy ra ở trong một cái thời điểm mà người ta đang có một nội tâm rất là yếu sau nhiều tháng bị cách ly, cộng thêm sự khó khăn về kinh tế. Và chúng ta có một cái chính phủ luôn luôn tin vào sử dụng cái quyền lực mạnh để áp đảo hơn là khoan nhượng, hòa quản để mà tìm cách giải quyết vấn đề. Tối hôm qua có hơn 30 thành phố ở tại Hoa Kỳ từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam biểu tình. Và có thể ngày hôm nay cái sự lan tràn của những cuộc biểu tình sẽ lớn hơn. Bạo loạn chắc chắn sẽ xảy ra khi mà chúng ta nhìn một con số thất nghiệp lên tới hơn 40 triệu người và tình trạng kinh tế càng ngày càng khó khăn. Bệnh dịch rồi là bây giờ cái sự kỳ thị chủng tộc nó càng ngày càng rõ. Ở trong một tháng mà có 3-4 trường hợp xảy ra ở khắp nơi, khi mà cảnh sát có một thái độ bất chấp đối với người da đen da màu, và chẳng như vậy mà các cái cơ quan công quyền lại xử sự một cách rất là chậm chạp để giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên là ở trong những cuộc biểu tình nó sẽ tạo ra một hỗn loạn. Một số người biểu tình đòi công lý, nhưng một số người khác thì lại theo đó bày tỏ sự bất mãn, phẫn nộ. Rồi một số người lại theo đó mà gây nên hỗn loạn, hôi của. Đa số những cuộc biểu tình rất là ô hợp, đã tạo nên sự bất ổn lớn trong xã hội. Nước Mỹ không có một cái vị lãnh tụ đủ sức mang lại mọi người lại với nhau trong hoàn cảnh này, và dân chúng Mỹ đang chia rẽ một cách cùng cực. Ở trong lúc mà tình trạng kinh tế và bệnh dịch đang khó khăn thì những cái cuộc hỗn loạn như vậy nó không có giúp được gì, mà ngày nó càng tệ hơn. Và do vậy cũng mong rằng
tất cả chư tăng và quý Phật tử, dù ở nơi nào ở cũng nên có một chút quan tâm theo dõi tin tức ở địa phương của mình. Tại Houston tối qua có hơn 200 người bị cảnh sát bắt giữ và những cuộc biểu tình kéo dài cho đến 4 giờ sáng. Nhiều đường xá bị những người biểu tình chặn lại và nhiều hàng quán bị đập phá. Sự việc nó sẽ tiếp tục nên chúng ta rất cần sự tỉnh táo, theo dõi mọi việc ở xung quanh và nhất là cố gắng đi gìn giữ cái sự an toàn cho mình. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Bạch Thượng Đạo Tổ Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Và nếu Thượng Tọa Tổ Siêu nghe được kính thỉnh, Thượng Tọa Tổ Siêu hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tổ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Có thể Thượng Tọa Tổ Siêu không có trước máy. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dường như Thượng Tọa Pháp Đăng cũng không nghe. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Tuệ Quyền có ở trước máy và có nghe được không vậy? Hello, sư. Sư phụ không giơ tay nãy giờ. Ồ, vậy hãy sư, dạ, 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 sư chạy. Chúng tôi muốn hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không về? Không hiểu sao chúng tôi đang gặp cái trở ngại. Giờ quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, bạch Thượng Tọa Tổ Siêu, Thượng Tọa là một vị hướng dẫn đào tạo nhiều lớp tăng ni, và cái chuyện mà sống ở trong chùa, sống giữa tăng chúng đó, là đối với Thượng Tọa chuyện quá quen thuộc. Thượng Tọa hoan hỷ trong buổi học ngày hôm nay thì cho một vài cái cảm nhận về những cái bất đồng, những cái va chạm giữa cá nhân với cá nhân ở trong chùa. Và khi mà Thượng Tọa nghĩ đến tám pháp mà Đức Phật dạy ngày hôm nay thì Thượng Tọa có cảm nhận như thế nào? Tám pháp đó nó soi sáng, tám pháp đó soi sáng chúng ta những gì để giải quyết những cái sự tranh chấp va chạm? Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ hôm nay đường truyền của Thượng Tọa Giác Đẳng có vấn đề? Khi Thượng Tọa hỏi đầu tiên thì chúng tôi đã đưa tay mà Thượng Tọa không thấy, rồi Thượng Tọa hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng cũng trả lời lên tiếng cho biết là có nghe, Thượng Tọa Giác Đẳng cũng không thấy. Mãi cho đến khi Đức Tổ Trì gọi điện lên tiếng thì Thượng Tọa mới lưu ý. Lâu lâu chúng ta cũng gặp trục trặc như vậy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị,
Đức Phật đã soi sáng cho chúng ta rất nhiều trường hợp, không những là Đức Phật này dạy về cái pháp tu tập giải thoát, mà Ngài còn dạy luôn cả về những cái cách xử sự như thế nào để đem lại cái sự quan hỷ hòa hợp và không có bị phân hóa chia rẽ, tranh đấu ở trong hội chúng. Ở đây đọc qua cái bài kinh này, tác pháp mà Đức Thế Tôn Ngài dạy thì chúng ta thấy lúc nào Ngài cũng đặt cái trọng tâm là mỗi con người phải biết trang bị cho mình một cái thực chất tốt. Chúng ta liên tưởng đến cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, ở những cái pháp bất thối của tăng chúng. Đức Phật đã dạy những cái pháp tu tập, một vị tỳ kheo tu tập về thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, tu tập về giới, tu tập về tri kiến, thành tựu về giới, thành tựu tri kiến, hay là tu tập thất giác chi, vân vân, sẽ làm cho tăng chúng được cường thịnh, không bị suy giảm. Thoạt nghe qua chúng ta nghĩ rằng vị đó tu tập cá nhân như vậy thì làm sao mà tăng chúng được hương thịnh? Thì thưa quý vị, trong một ngôi nhà, một cây cột mà nó chắc chắn, nhiều cây cột như vậy thì cái ngôi nhà sẽ chắc chắn. Còn nếu nhiều trong ngôi nhà đó có một cây cột bị hư mục, thì mối ăn, mối mọt nó ăn, thì như vậy cái nhà đó coi chừng nó sẽ bị sụp đổ, bởi vì mất cân bằng. Cũng như thế, trong tám pháp này, bốn pháp đầu tiên là Đức Phật này dạy cho những cái điều khiến cho khi mà cuộc sống các vị tỳ kheo sinh hoạt chung với nhau không có cái sự tranh cãi, không có sự cãi vã, chúng ta thấy rõ ràng gì. Như là cái điểm đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta Ngài tránh xa cái cực đoan của khổ hạnh. Chúng ta sẽ nghĩ rằng tại sao tránh xa cực đoan khổ hạnh mà lại là cái pháp đem đến cái sự không có sự tranh đấu, không có sự cãi vã, chiến tranh với nhau. Chúng tôi còn nhớ cái trường hợp, thí dụ ở trong các vị tỳ kheo, tự nhiên cái có một vị tỳ kheo nào đó, ông bày ra cái cách sống lập dị, sống ở trong chùa chung với các vị khác. Những vị khác thì người ta đi dép, rồi vị đó đi chân không. Phật tử cúng dường, tịnh tài làm phương tiện vật dụng, các vị khác nhận, vị đó từ chối không nhận,
rồi người ta ăn chung tập thể bằng chén dĩa, vị đó lại là một mình đem cái bát xuống lấy vật thực mà ăn. Đời sống của các vị lập dị, khổ hạnh lập dị như vậy đó, cho nên khiến ở trong chùa nó có cái sự bất hòa. Từ cái chỗ bất hòa đó, các vị tỳ kheo không có cái sự quan hỷ và đi đến cái chỗ vô lợi với nhau, tối kỵ với nhau. Khi mà đối kỵ với nhau như vậy thì nó trở thành cái pháp gọi là râm nát. Chúng ta thấy rõ ràng là cái gì? Bởi cái câu xưa người ta nói nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân. Mình đi đến chùa, đi đến nhà khác mình phải tùy theo cái phong tục của nhà người ta. Đi đến cái xứ sở nào thì mình cũng phải tùy theo cái người ở xứ đó mà sinh hoạt thế nào thì mình cũng phải qua đồng như vậy. Chứ còn mình khổ hạnh thì mình vô rừng một mình khổ hạnh làm gì làm. Nhưng mà khi sống tập thể tăng chúng thì mình không nên. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện có vị tỳ kheo đi Đầu Đà ăn có một buổi thôi, sáng khi khất thực ăn xong rồi, cái vị đó trên đường đi mới ghé ngang qua cái trú xứ của một vị tỳ kheo bạn thân. Thì vị tỳ kheo bạn ngồi chờ vị tỳ kheo bạn đi khất thực về tới. Vị tỳ kheo bạn mừng rỡ quan hỷ đón tiếp, xong rồi mới bày vật thực ra, mới mời cái vị khách tăng đó cùng ăn. Cái vị khách tăng mới suy nghĩ rằng nếu mà ta nói rằng ta hành cái pháp Đầu Đà ăn ngày buổi sẽ khiến cho vị này có cái sự khó chịu, dai dứt, thôi chi bằng ta cứ việc ăn chung với các vị đó cho vui, cho quan hỷ. Rồi cái hành Đầu Đà nó bị vỡ, bị phá vỡ trong ngày hôm nay thì về sẽ thọ trì lại. Cho nên nghĩ như vậy rồi vị tỳ kheo này im lặng, quan mỉm mỉm cười ăn chung với vị tỳ kheo bạn của mình. Rồi khi mà trở về trú xứ rừng sâu riêng của mình đó, vị đó mới phát nguyện lại, lập lại cái hạnh Đầu Đà ăn một ngày một buổi, ăn đồ bát. Thì thưa quý vị, đó cũng là cách để mà chúng ta hiểu được sống lợi dưỡng của vị. Khi mà vị tỳ kheo sống chung với nhau đó, mà những vị khác một vài vị thì sống có cái sự thu thúc, biết tiết độ trong cái việc ẩm thực, mà có một vài vị ở trong đó mà quá lợi dưỡng, đòi hỏi cái nhu cầu vật chất, phải ăn uống như thế này, ăn uống như thế kia, phải mặc y phục như thế này, như thế kia, hay là phải chỉnh trang cái đôi dép của mình cho nó đẹp vân vân, hay là bị nó xài đồ sang trọng, khiến cho các vị tỳ kheo khác không có hài lòng. Từ cái chỗ không hài lòng đó mới sanh ra cái sự cãi vã, cái sự đố kỵ với nhau. Cho nên phải từ bỏ cái cực đoan lợi dưỡng thì mới đem lại cái sự không tranh chấp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thứ ba là phải tu tập con đường trung đạo. Thì ở đây thưa quý vị, không lợi dưỡng, không khổ hạnh chưa đủ, mà phải có nếp sống tu tập qua bát chánh đạo. Tức là nói tóm tắt đó, là ở đây khi mà các vị tỳ kheo đồng
tu tập về giới, đồng tu tập về định, đồng tu tập về tuệ. Vị nào cũng có sự tinh tấn nỗ lực tu tập giống nhau á, thì như vậy mới đem đến cái sự hòa thuận với nhau, không có cái sự cãi vã, không có sự gây gổ. Còn người tu tập, người không tu tập thì chắc chắn là sẽ đi đến chỗ xích mích với nhau, dễ va chạm với nhau lắm. Ba điều này được xem như là sống nội, cái nội hàm mà vị đó phải thành tựu, phải có. Như vậy thì chư tăng mới có cái sự hoan hỷ với nhau được. Rồi bắt đầu từ cái điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu trở đi chứ, thì chúng ta thấy ở đây là Đức Phật này dạy cái, chúng ta nói là cái bí quyết sống như thế nào để không có sự tranh cãi. Tức là ở đây chúng ta thấy rõ Đức Phật này đặc biệt là biết ca ngợi cái người đáng ca ngợi, không ca ngợi người không đáng ca ngợi. Thì ở đây không phải lúc nào chúng ta khen là cũng tốt hết rồi. Chúng ta khen người khác, nhưng mà phải khen cái đối tượng đáng để khen. Cái đối tượng đáng để khen mà được tập thể, được quần chúng, được cái hội chúng quan hỷ, thì khi mà chúng ta đứng giữa hội chúng mà chúng ta tán khen ngợi người đó đó, thì như vậy trong chư tăng mới có sự quan hỷ với nhau. Còn khi mà chúng ta một người mà hay gây phiền toái cho tăng chúng, một người mà tăng chúng có cái sự lưu ý về cái hành kiến cũng như là về cái cách cư xử, mà trong khi trước mặt tăng chúng mình lại tán thán cái người đó, thì tự hỏi làm sao mà chư tăng có sự quan hỷ được. Mà khi không có các vị tỳ kheo khác không có sự quan hỷ đồng tình cái sự tán thán này, thì đương nhiên sanh ra cái sự tranh cãi cũng có gì vậy. Thực tế lắm thưa quý vị, điều này Đức Phật dạy rất là thực tế. Cho nên chúng ta phải biết khen chê thích đáng. Rồi một điều nữa là biết thế nào là an lạc thật sự. Khi một những vị tỳ kheo sống chung với nhau đó, thì mỗi vị tỳ kheo đều phải có một cái xét chung, cái nhìn chung, và có khuynh hướng chung với nhau là mình xuất gia, cái sự an lạc của bậc xuất gia tức là sự an lạc trong thiền định. Chứ không phải là cái sự an lạc ở trong dục lạc, trong vật chất, trong lợi lộc. Nếu mà các vị tỳ kheo cảm thấy hạnh phúc ở trong vật chất, thời như vậy sẽ có cái sự tranh cãi với nhau. Còn nếu vị nào cũng biết cái sự an lạc thật sự, tức là an lạc nội tâm, thì vị nào cũng tìm cho mình cái sự an lạc nội tâm, thì nó sẽ đưa đến cái sự hòa hợp, đem đến sự tốt đẹp như vậy. Vị nào cũng thích, nếu mà vị nào cũng thích cái danh, thích cái lợi, thì như vậy sẽ bất hòa với nhau.
Còn nếu như các vị tỳ kheo đều không thích danh, không thích lợi, mà chỉ thích pháp học, hay là chỉ thích pháp hành thôi, hay là chỉ thích an trú trong thiền định, hoặc là an trú ở trong trong cái sự quan hỷ nghiên cứu, thì như vậy nó sẽ hòa hợp nhau, không có tranh cãi. Chúng ta thấy gì? Còn thứ sáu đó là Đức Phật đã dạy cũng rất là cụ thể. Bây giờ mình sống chung với nhau mà mình hay nói móc, nói méo, nói những lời mang ẩn ý, hay là nói những lời gây đụng chạm, hoặc là nói những cái lời nhạy cảm, những câu chuyện nhạy cảm khiến cho người khác nghe khó chịu, bỏ đi. Nếu mà các vị tỳ kheo biết bỏ đi những cái lời nói như vậy đó, tránh đi những lời nói như vậy, thì các vị tỳ kheo sẽ không bao giờ có sự gây gổ với nhau. Còn sống chung với nhau mà cứ là hễ mà mình không thích vị này, không thích vị kia, thế mình nói xa, nói gần, nói bóp méo, nói xuyên tạc, hay là nói ẩn ý, nói châm biếm, thì đương nhiên là gây nên cái sự bất hòa. Cái này là một cái cụ thể. Và thực tế chúng ta đã từng gặp, từng thấy như vậy. Rồi thưa quý vị, một điều nữa là khi mà các vị tỳ kheo sống chung với nhau đó, biết rằng là khi mà nói chuyện với người khác, có người họ nghe được, có người không nghe được, thì ở đây có cái lời nói khoan thai, dịu dàng, những cái lời nói đó có năng lực hóa giải ngồi nổ của những va chạm. Có cái chuyện gì thì mình thông thả, từ từ mình trình bày, thì người ta nghe sẽ lọt cái lỗ tai, người ta sẽ thông cảm. Còn chưa vừa hết mình nói tương tức, mình nói phủ đầu người ta, thì làm sao mà người ta có thể quan hỷ với mình được. Mà nếu không quan hỷ thì về hai bên nó sẽ tranh cãi với nhau, thì cái chuyện đó rất là dễ xảy ra. Cho nên Đức Phật đã dạy rất là thực tế. Và cái điều cuối cùng là không nên cố chấp ngôn ngữ, nhất là sự dị biệt vùng miền, bao gồm luôn cả chúng ta sống chung với người miền Nam, người miền Trung, miền Bắc, hay là sống chung với cái người Khmer thì chẳng hạn, cái ngôn ngữ người ta nói chuyện, người ta nói nó đớt đát, hay là người ta nói khó nghe, tùy theo luôn vùng miền. Mà mình nói chuyện mình hay nhái, hay nhẹ giọng để mình cười, người ta nói chữ cha không bằng pha tiếng, thì nếu mà mình có cái thái độ mà mình nhái cái giọng điệu, mình pha tiếng như vậy, hỏi làm sao mà không có cái sự gây gổ với nhau, làm sao có cái sự bất hòa với nhau được. Cho nên ở đây xuyên qua tám cái pháp này, thưa quý vị, không cần phải nói nhiều, chúng ta thấy rất cụ thể. Chúng ta chỉ cần học theo cách đó thôi, chúng ta biết ứng xử như vậy thôi, là chúng ta đã đem lại cái sự quan hỷ cho tăng chúng rồi. Hồi xưa khi mà chúng tôi dạy ở cái, các cái trường, dạy ở trong lớp Phật học ở xử lý tăng ni sinh nhiều khóa như vậy, tôi cũng hay thường nhắc, nhất là gặp vị nào có tánh hay trêu chọc vị khác, hay nhái giọng vị khác, hay là nói biếm nhẽ, nói xin, nói đùa cợt thôi, nhưng mà đùa cợt quá đáng thì chúng tôi cũng quở, chúng tôi nói người ta không thích thì đừng có nói. Khi mà nói như vậy đó, pha tiếng như vậy đó, hay là mình biết nhẽ như vậy, sẽ làm cho bất hòa. Thưa quý vị,
chúng tôi cũng thích nói cái lời nói đó. Chúng tôi dặn các vị sống hòa hợp với nhau. Sáng người ta, khuya người ta siêng thức dậy lên tụng kinh. Tự nhiên sáng cái có mấy vị kia là biến, không chịu lên tụng kinh công phu. Gặp mấy vị kia nó siêng ha, bữa nay tinh tấn quá ha, chắc nay trời mưa này kia. Nói cái kiểu đó đó, thử hỏi làm sao mà sống chung với nhau mà không có sự mất lòng được. Cho nên chúng tôi thấy tám cái pháp này đặc biệt vô cùng, đặc biệt vô cùng. Và hiện tại ở trong cái hội chúng chúng ta luôn luôn, cái hội chúng nào cũng vậy, nếu mà chúng ta dầu cho chúng ta có cái trí thức tiến sĩ hay là thạc sĩ, học vị cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta không khéo sống, không khéo xử sự thì đưa đến sự tranh cãi thôi. Còn nếu mà chúng ta sống theo Đức Phật đó, Đức Phật là dạy làm sao chúng ta làm vậy, thì tự nhiên là cuộc sống của chúng ta sống chung đụng với nhau, anh em sẽ hòa hợp với nhau, sẽ cảm thấy quan hỷ với nhau liền. Do đó cho nên riêng về bản thân chúng tôi cảm nhận cái bài kinh này là bài kinh rất đặc biệt. Và cái bài kinh này có thể nói là như là cái bí kíp Đức Phật đã cho chúng ta, một cái bí kíp để mà chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành để không có sự tranh cãi. Thì chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận, câu hỏi của Thượng Tuệ đã như vậy. Chúng tôi cũng nói hơi nhiều quá, mất thời gian bây giờ đã quá giờ rồi. Xin tỉnh Thượng Tuệ cho đặng trở lại Đức Phật. Nam mô Bụt Thầy. Sa thúc cái chuyện từ tòa từ siêu. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ xin tiếp theo chúng tôi tự siêu một lời thôi. Khi mà chúng ta đọc những bài kinh này, chúng tôi mới thấy lòng đại bi, cái tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng ta. Ngài dặn kỹ giống như ông cha mà dặn mấy đứa con vậy, rất là cặn kẽ chi tiết. Chúng ta không an lạc là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Đức Phật dạy. Chúng ta có những cái phiền phức là chúng ta không nghe lời Đức Phật dạy. Và chúng ta không có đọc kỹ những điều này, do đó chúng ta không có thương Đức Phật. Chúng ta không có cảm nhận được hết cái tấm lòng của Đức Phật Ngài đối với tất cả chúng sinh, cái lòng đại bi của Ngài. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Ma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào trung trình thuyết giảng. Đảnh lễ quý Ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.